Trộm đột nhập lấy 5 tỷ nhân chê vàng kim cương của Nhật Kim Anh. Dù nhiều vàng hộp xoàn Nhật Kim Anh để trên bàn nhưng kẻ trộm chỉ lấy tiền trong két sắt. Tháng 7 vừa qua, Nhật Kim Anh gây xôn xao khi chia sẻ biệt thự ở huyện Bình Chánh, thành phố bị trộm đột nhập, phá nát két sắt, lấy đi khoảng 5 tỷ đồng. Thời điểm xảy ra vụ việc, giọng ca lâu đài cát cùng người giúp việc đang ở Cần Thơ công tác. Chia sẻ với báo, phía Nhật Kim Anh cho biết nữ ca sĩ chuyển về nhà mới hồi đầu tháng 3. Đây là khu dân cư cao cấp có bảo vệ nghiêm ngặt, ai vào bên trong đều phải xuất trình chứng minh nhân dân. Sau khi trình báo cơ quan chức năng, kèm theo đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc, kẻ trộm đã bị bắt. Theo Nhật Kim Anh, cô không thể chia sẻ chi tiết vụ việc vì sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều tra của công an. Những thông tin lan truyền trên mạng là không chính xác. Khi xảy ra sự việc, nhiều người thân đã mắng nữ diễn viên, sao ngốc quá để tiền vàng ở nhà làm gì, có bị khùng không? Vì điều này, Nhật Kim Anh cho hay số tiền trong két sắt là tiền cô bán một căn nhà. Ngay ngày thứ bảy nên không gửi ngân hàng được, nữ diễn viên chỉ tính để tạm vài ngày, song không may vụ trộm đã xảy ra. Điều bất ngờ Nhật Kim Anh chia sẻ là tên trộm chỉ lấy tiền và bỏ qua vàng miếng kim cương hộp xoàn, đồng hồ 20.000 đô dù để trên bàn, chắc tên trộm có lời thề là không lấy đồ trang sức, chỉ cậy tủ sắt lấy tiền mà thôi, Nhật Kim Anh chia sẻ. Hiện diễn viên sinh năm 1985 đang chờ ngày ra tòa và mong sẽ thu hồi được tài sản dù ít hay nhiều. Trước đó, theo trích xuất từ camera nhà Nhật Kim Anh, chỉ phát hiện một kẻ lạ mặt, người này đeo khẩu trang, tay cầm dao và xà beng tiến hành vụ trộm tiền tỷ. Mọi hành vi của tên trộm đã bị camera ghi lại. Cơ quan chức năng đã thu giữ mọi hình ảnh để phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, công an sẽ kiểm tra thêm các camera bên ngoài để xem chính xác có bao nhiêu kẻ gây án. Từ đầu năm đến giờ sao có thể xui đến như vậy, cả chục năm tích góp của tôi. Nhật Kim Anh than thở trên Facebook cá nhân khi vụ trộm xảy ra. Nhật Kim Anh tên thật là Đỗ Thị Kim Huê, quê Thanh Hóa. Năm 1992, gia đình Nhật Kim Anh chuyển từ Thanh Hóa vào Vũng Tàu để làm ăn, nhưng trên đường đi bị bọn hung đồ cướp sạch tài sản. Một năm sau, cha cô mất. Năm 13 tuổi, Nhật Kim Anh chuyển lên thành phố làm người giúp việc và được giáo viên thanh nhạc Đỗ Anh đào tạo âm nhạc từ đó. Năm 16 tuổi, cô đã có thể bắt đầu đi hát tại những tụ điểm giải trí. Ngoài ca hát, Nhật Kim Anh cũng ghi dấu ấn qua hàng chục vai diễn phim truyền hình như Anh Trai Tình Đời, 39 Độ Yêu, Một Cơn Mê, Những Chiếc Lá Thời Gian, Nữ Bác Sĩ. Giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần thứ nhất cho vai cầm trong phim Long Thành cầm giải ca 2010 là cột mốc khởi sắc trong sự nghiệp của diễn viên gốc Thanh Hóa. Sau các vai trò trong nghệ thuật, Nhật Kim Anh lấn sân sang kinh doanh và đạt được những thành tựu nhất định.